các bạn quay trở lại với tối đa hóa năng suất trong chuỗi series Maximize Productivity Performance, và đây cũng là phiên cuối cùng trong lộ trình 4 chương trình về tối ưu hiệu suất cá nhân, và đồng thời cũng là phần trái tim, phần tinh hoa nhất và phần trọng tâm của toàn bộ 11 phiên trong chuỗi chương trình này. Và tôi là Nguyễn Khắc Long, chuyên gia huấn luyện năng lực doanh nghiệp và là truyền nhân của cả ba bậc thầy hàng đầu thế giới Jack Canfield, Wayne Tracy và Joe Maxwell. Và bạn thân mến, nhà lập quốc Mỹ Benjamin Franklin có nói, hoặc là bạn có thể mua kinh nghiệm của chính bản thân mình hoặc mượn nó từ người khác. Khi bạn mua kinh nghiệm của chính bản thân mình thì bạn phải trả giá bằng tiền bạc, nỗ lực và thời gian của chính mình. Nhưng khi mượn nó từ người khác thì bạn lại hưởng thụ thành quả trên tiền bạc, nỗ lực và thời gian của người khác. Do đó, cách khôn ngoan nhất là hãy mượn kinh nghiệm từ người khác. Và bạn thân mến, toàn bộ chương trình này thì là những chìa khóa được nghiên cứu bởi hàng triệu người trong suốt hơn 30 năm qua, bởi những người được trả lương cao nhất, những người đạt thành tựu lớn nhất, những người xuất sắc, lý tính, kỷ luật và thành công nhất trong hàng trăm lĩnh vực khác nhau. Và trong phiên số 5 này thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ra 11 chìa khóa sẽ giúp cho bạn phát triển được 4 phẩm chất của người năng suất cao, làm chủ 3 cách thức để xây dựng thói quen coi hoàn hảo là xương sống, xây dựng được 2 hình ảnh của người năng suất cao, nhận diện được 5 khối thời gian chủ đạo. Đồng thời bạn cũng sẽ nắm được 2 cách thức để giúp bạn xử lý được những công việc nặng nề. Và rất thú vị là chúng ta sẽ làm chủ được 7 chìa khóa để giúp bạn tối đa hóa năng suất của mình, sở hữu 4 cách thức giúp bạn gia tăng ít nhất là 3 giờ mỗi ngày, và đồng thời cũng sẽ giúp bạn loại bỏ được 7 kẻ đánh cắp thời gian rất nổi tiếng nơi công sở. Bạn cũng đồng thời trong phiên này học được cách thức để làm chủ được 3 phương pháp giúp bạn vượt qua mọi sự trì hoãn, đồng thời rèn luyện được thói quen tự kỷ luật chỉ với 3 bước đơn giản vô cùng hiệu quả. Bạn cũng đồng thời sẽ sử dụng được 4 cách thức để giúp bạn kiểm soát nguồn năng lượng và hướng tới sự cân bằng ở trong việc tạo ra năng suất mỗi ngày. Và bạn thân mến, hãy nhớ rằng tổng phần thưởng mà chúng ta nhận được trong cuộc đời của mình thì chính bằng tổng năng suất mà bạn tạo ra mỗi ngày. Và chào mừng bạn đến với chương trình tối đa hóa năng suất.